Chào các bác, đây là đồng hồ của bác Phượng ở Hà Nam nhé. Hà Nam gửi cho em. Đó. Gửi cho em về. Địa chỉ. Đó. Thì trong cái hộp của bác ấy thì đây cái hộp của bác. Thì bác yêu cầu làm những cái sau. Bị bệnh, thứ nhất là bị nước ngấm vào và lúc chạy lúc không. Đây là cái đồng hồ của bác ấy. Đồng hồ của bác là đồng hồ Niboshi nhé, Niboshi. Nhưng mà cái vỏ ngoài của bác này là cái vỏ lo Tuttman, Tuttman đó. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra qua cái đồng hồ này cho của bác ấy chưa đã. Đó. Và để kiểm tra thì mình phải bắt buộc phải tháo ra thôi. Em phải tháo ra cái đồng hồ này ra. Bạn nào cần liên hệ với em số Zalo nhé, 0977 362 814 nhé. À, và khi tháo ra thì cái chốt của họ là mình nên lắp luôn vào nhé, để tránh mất chốt. À, những con Niboshi này thì đa số để đến 90% là chưa chịu uống nước đâu. Đó, chưa chịu uống nước đâu. Em sẽ tháo con đồng hồ này ra. Nó có cái chỗ đây các bạn nhìn này, nó chỗ GG này. Để tháo này. Đó, em nửa tay em bậy phát là ra các bạn thấy không? Chứ không phải gõ. Đó. Cái răng đáy này của nó còn khá là bẩn. Khá là bẩn nhé, em sẽ lau cái răng đáy này. Đó. Rồi. Rồi, em sẽ phải bỏ ra ngoài. Thì bác yêu cầu là thứ nhất là cái này này bị nước vào này. Xin lỗi. Đây, bị nước ngấm vào. Đó, thì tức là phải chống nước con đồng hồ này. Và lúc chạy lúc không. Đó. Lúc chạy lúc không. À. Thế thì mình sẽ tháo đồng hồ này ra. Để kiểm tra. Nên là khi bắt đồng hồ này các bác lưu ý là nên để ngoài như này cho nó khô tự nhiên đây nhé, nó khô đó. Rồi trước khi chống nước ấy thì em sẽ kiểm tra phần máy đã. Đó. Chưa 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 vội nào, hiện tại nó đang chạy đó, đang chạy, những con đồng hồ đang chạy nên phải cẩn thận. Bây giờ mình em lại lấy lại giờ đã, 2:34. 2:34 cho nhảy lịch đã nhé. 2:34. Đó. Rồi, em sẽ lấy cái lịch lịch trong. Đó. Hôm nay là 28, qua ngày 27 tháng 7. Đó. Và trước khi em mới kiểm tra cái pin này đây. Đó. Để kiểm tra cái pin này. Em thấy là hình như không phải pin sai của nó, không phải sai của nó. Tí em kiểm tra lại một tí nhé. Trước tiên em kiểm tra xem pin mình còn điện không. Pin này vẫn còn điện nhé. Đó. Kiểm tra cái pin này của nó hình như là pin 920 đúng hơn, 920 thì đúng hơn. Đó. Còn đây là pin này của nó là pin em kiểm tra lại xem nào. Lấy cái pin của em ra, em đo pin của bác ấy.
xem là cái độ dày mỏng ấy các bác ạ, rất quan trọng đấy nhá, chứ đừng có đùa. Đây nha, bác của bác là Rentana nhá. Đây này, Rentana này. Của em là Sony nhá, nhìn thấy đúng nhá. À đúng 920 rồi. Đúng 920 rồi. Đó. Rồi bây giờ em làm gì nữa? Khi nó đang chạy này thì bắt buộc là mình phải làm gì? Mình phải để mình theo dõi các bạn. Đấy, thứ nhất là để theo dõi, thứ hai để nó khô máy. Không 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 can thiệp vội nhé. Đấy, những cái đồng hồ này không can thiệp vội. Đó. Rồi, em cứ để này em theo dõi đó. Đó. Và để cho nó khô tự nhiên đó. Tại vì chắc chắn là khi bị nước vào hay là nó còn nước trong máy. Đó, chứ chưa hết đâu. Và đặc biệt là nó rất hay vào những cái đường bơm này các bác này. Đường bơm này rất là vất vả nhé. Đấy, cực kỳ vất vả này. Đó. Đó. Rồi tạm thời cái để này đã. Rồi, nghe bác.